Làm thế nào để rút token Premium Split từ Dashboard? Để nhận phần thưởng từ bể Premium bằng Antima với sản phẩm DEFIU, bạn cần rút token Premium Split về ví của mình trong ứng dụng Smart Wallet. Đừng quên cập nhật ví của bạn lên phiên bản mới nhất và kích hoạt ví để thực hiện giao dịch với token Split. Để kích hoạt, chỉ cần chuyển một Smart vào ví của bạn. Cũng xin lưu ý rằng xác thực hai yếu tố sẽ được yêu cầu để rút token. Như vậy, để rút token Split, hãy mở dashboard trên trang web DEFIU và chọn Premium Split ở góc trên bên phải. Ở trên cùng bên trái, bạn sẽ thấy số dư My Premium Split hiện có cùng với nút Payout. Hãy nhấn vào nút này. Một cửa sổ sẽ mở ra, trong đó bạn sẽ cần chọn số dư để rút. Chọn số dư Available Premium Split và nhấp vào Next Step. Trong cửa sổ mở ra, bạn sẽ cần dán địa chỉ ví Premium Split của mình vào cột địa chỉ Wallet Address, địa chỉ có thể được sao chép trong Smart Wallet. Hãy dán địa chỉ đã sao chép ở cột bên cạnh địa chỉ, cho biết số lượng Premium Split cần rút và nhấn vào nút Transfer. Một cửa sổ sẽ mở ra, trong đó bạn cần nhập mã xác thực hai yếu tố. Hãy mở ứng dụng Google Authenticator và nhập mã hiện tại trong ứng dụng vào ô thích hợp. Nếu bạn làm mọi thứ chính xác, bạn sẽ thấy thông báo rằng yêu cầu rút token đã được tạo. Token sẽ sớm đến ví bạn đã chỉ định. Bạn sẽ tìm thấy lịch sử thanh toán trong phần Payout, History. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ và chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.